non cao xương chân qua bao đời, nay biển dòng mau thấm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Tự do, tự do. Chương trình đọc sách hải ngoại xin giới thiệu và gửi đến quý khán thính giả trích đoạn hoặc toàn bộ nội dung của các tác phẩm đã được viết, dịch hay xuất bản nơi hải ngoại. Nhóm thực hiện ước mong sẽ đón nhận sự ủng hộ, hưởng ứng, góp ý và tiếp tay của quý khán thính giả khắp nơi. Xin chân thành cảm tạ. Nhóm Hoài Hương. Sau đây, mời quý vị theo dõi quyển sách Ngàn giọt lệ rơi của tác giả Dung Cro, Đặng Mỹ Dung. Kính thưa quý thính giả, sau đây là lời giới thiệu của Griffin B. Bell, nguyên Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Carter. Hơn 20 năm sau, khi Hoa Kỳ rút các lực lượng quân sự khỏi Việt Nam, người Mỹ vẫn còn trăn trở với niềm đau và sự mất mát hậu quả của trận chiến đầy chia rẽ này. Ngày ngày, từng đám đông tụ tập trước bức tường cẩm thạch đen ở Washington, D.C. để tưởng nhớ gần 60.000 quân nhân Mỹ đã vĩnh viễn ra đi trong cuộc xung đột. Những phim ăn khách như Forrest Gump nhắc nhở chúng ta hậu quả đẫm máu về vật chất và tinh thần của cuộc chiến. Hài cốt của người Mỹ mất tích bị trao trả một cách chậm chạp nên đầy đau thương, mang sự kết thúc cho một ít gia đình, trong khi bao gia đình khác tiếp tục khắc khoải ngóng trông. Cả nước tranh cãi, hoan nghênh lẫn chống đối, nhèn nhúm khi McNamara đánh giá lại việc Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự tại Đông Nam Á. Những bài diễn văn nảy lửa làm lay động sàn nhà quốc hội khi Tổng thống khai thông quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cơn bình phục tình cảm của cả nước còn bị lòng trắc ẩn đối với một dân tộc vốn không phải là kẻ thù, làm thêm phức tạp. Hình ảnh của những gia đình Việt Nam chạy khỏi xóm thôn bốc cháy, những trận mưa bom lửa tưới xuống ruộng đồng và những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn còn mãi trong tâm trí chúng ta như mới xảy ra. Từ bối cảnh khủng khiếp đầy ác mộng đó, giờ đây hiện lên câu chuyện thật của một cá nhân về danh dự và lòng dũng cảm, như một minh chứng cho tâm thức nhân loại. Trong Ngàn giọt lệ rơi, Dung Cro, con gái của đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Liên Xô, trung thành với Hồ Chí Minh và là cháu ngoại của một người yêu nước miền Nam Việt Nam, được dạy dỗ và nuôi dưỡng trong niềm tin dân chủ, đã kể lại cái tài khoản cá nhân của đời mình giữa lằn đạn dọc ngang. Mỹ Dung lớn lên trọn trong lòng của cuộc chiến, và trong khi người cha không hiện diện, Mỹ Dung đã thấm đẫm lý tưởng tự do và dân chủ. Mỹ Dung kết hôn với một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ và sang Mỹ, mang theo những gì đã học được từ gia đình khác biệt của mình. Trong thời gian nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tôi được biết Mỹ Dung như là một đóng góp quý báu trong cộng đồng tình báo chúng ta, khi cô hoạt động cho cơ quan tình báo trung ương. Tình yêu nước Mỹ đã dẫn dắt cô trở thành nhân chứng then chốt trong vụ án gián điệp mang tên Con rồng kỳ diệu, Magic Dragon, mà cô biết chắc chắn sẽ đặt cô và đứa con trai nhỏ của cô trước vô cùng hiểm nguy. Dung Cro đúng là một công dân Mỹ vĩ đại.
tôi nhiệt liệt tán thưởng sự nghiệp của cô đối với nước ta. Và tôi vui mừng thấy câu chuyện của người phụ nữ xuất sắc này cuối cùng đã được để cho mọi người cùng đọc và biết đến. Hy vọng của tôi là cuốn sách này sẽ đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương và siết chặt tình cảm ở đất nước này và ở Việt Nam. Griffin Boyett Bell, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, tháng 10 năm 1995. Chương 9. Trở về bang thạch, tôi thấy lòng thơ thới, thấy mình yên thân, không còn lo sợ. Tôi vui chơi trong khu vườn rộng quen thuộc của ông bà ngoại. Tôi lại được nghe những tiếng cười giòn tan của chị em tôi, như những mùa hè trước. Má tôi làm việc ít hơn mọi năm, nên ông bà ngoại và dì Bảy lo hết cho chúng tôi, từ miếng cơm đến manh áo, để má tôi lo chạy chữa cho Minh Tâm. Ở nhà thương Cần Thơ, các bác sĩ đang thí nghiệm phương pháp mới để chữa cho những đứa trẻ bị bệnh tê liệt. Má tôi đem Minh Tâm đến đó với nhiều hy vọng em trở lại bình thường. Nhưng rồi má tôi cũng lại thất vọng vì các bác sĩ đã bó tay. Mùa thu năm đó, vườn của ông bà ngoại tôi được mùa. Ông bà dành trọn số tiền bán cam quýt cho má tôi mua một căn nhà ở Cần Thơ để lập lại sự nghiệp một lần nữa. Hải Vân được đi theo má tôi ra Cần Thơ để tìm nhà. Má tìm được một căn ở cầu Cả Đài trên đường Võ Tánh. Nhà nằm ở khoảng giữa đường đi tới trường Nam và trường Nữ Tiểu học. Một lần nữa, những người em họ của má tôi từ trong bang thạch ra, sửa nhà cho thành một tiệm may. Gia đình chúng tôi ở bên trong. Cậu Khải, con ông Mười, khéo tay nên dành đóng cái tủ kiến để trưng các kiểu quần áo. Cậu Hai Định, con nuôi, con tinh thần, ông bà ngoại. Cậu là ba của anh Ba Tuyền, đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyền, lên Sài Gòn mua một người giả để làm mẫu, có hình dáng một phụ nữ phương Tây tóc vàng, mắt xanh thật đẹp. Nhà sửa xong, má tôi cho tôi chọn màu. Tôi đề nghị màu đỏ, má không chịu, cho rằng màu đỏ chỉ có thể sơn một cái ghế hoặc cửa sổ, không ai sơn hết cái nhà màu đỏ. Mợ Bích Lan thích màu hồng, chị Hoàng Mai lại đòi màu xanh lá mạ. Cuối cùng, má chọn màu xanh da trời do chị Yến chọn. Chị nói, màu xanh là màu hy vọng. Tên tiệm thì má lấy tên tôi, nhà Mai Mỹ Dung. Tôi bỗng thấy tôi thành người lớn, dù tôi mới 12, 13. Ngày nhà Mai Mỹ Dung ở đường Võ Tánh khai trương, có mặt ông bà ngoại tôi, các cậu con của ông Mười, các chị con của cậu Tư Diệp, con cậu Năm Sắc, mợ Bích Lan và cậu Hai Định. Ngày hôm sau, nhà Mai Mỹ Dung đã có 4 người ghi tên học mai và khách tới đặt mai quần áo thật đông. Tôi thấy mà hơi lo, làm sao một mình má tôi quán xuyến được hết mọi công việc. Quả nhiên, mấy tuần sau, bà ngoại tôi ra chơi, bèn nói nhỏ với tôi. Má còn thấy ốm quá, bà lo quá. Tôi nhận ra điều này từ lâu, nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi cố gắng làm tròn những việc má tôi sai khiến, cũng đủ mệt rồi. Nào là tính sổ, kiểm kê đồ dùng trong tiệm, nào là mua chỉ, mua nút, giao hàng cho khách. Có ngày tôi đã phải đi bộ 3-4 cây số. Nhưng cũng may là chỉ ít lâu sau, má tôi mua cho tôi được một chiếc xe đạp. Đó là phương tiện giúp công việc của tiệm trôi chảy đều đặn. Hết chỉ, tôi phóng ngay xuống chợ vải, vào nhà lồng mua đem về ngay. Hết kim, chỉ, mấy phút sau, tôi đã có mặt ở tiệm của mấy chú Tàu bán dụng cụ cho tiệm mai. Chiếc xe được việc cho tiệm mai mà cũng được việc cho riêng tôi.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi đi vòng quanh để biết phố xá ở Cần Thơ. Không lâu, tôi biết hết những hang cùng ngõ hẻm, từ xóm dưới lên xóm trên. Rồi tới ngày tựu trường, khi niên học mới sắp bắt đầu, tôi chợt lo lắng vì chúng tôi sẽ vô học trường công. Muốn học trường công, chúng tôi phải có khai sanh. Nếu chúng tôi nộp khai sanh thật cho nhà trường, thì sẽ lộ diện với các giới chức trong tỉnh. Lý lịch của chúng tôi mà bị lộ, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi nữa đây? Bây giờ, đã tới lúc má tôi không thể trì hoãn việc làm lại khai sanh mới cho chúng tôi. Sở dĩ má chần chờ là vì bà không muốn bỏ tên ba tôi ra khỏi cuộc đời của con cái bà. Má tôi đành phải đến gặp một ông chánh án ở Cần Thơ. Ông là bạn học cũ của cậu Tư Diệp ở trường Basak. Ông khuyên má tôi làm giấy thế vị khai sanh cho chúng tôi, bỏ họ cha, lấy họ mẹ, và cha thì khai vô danh. Hai chữ vô danh làm tôi trằn trọc suốt đêm hôm trước. Tôi cảm thấy vừa mắc cỡ, vừa cô đơn. Trong khi đó, Hải Vân, em trai tôi, nó coi giấy thế vị khai sanh chỉ là một tấm giấy lộn để qua mặt các giới chức nhà nước. Nó là con trai nên cứng rắn và thực tế hơn tôi, có thể bất chấp một vài đổi thay trên giấy tờ. Còn tôi vẫn thấy lòng xót xa, buồn tủi. Rõ ràng tôi có cha, có mẹ, bây giờ trở thành đứa bé không cha. Tôi thương cái thân tôi, rồi tôi thương cho ba má tôi nữa. Buổi ra tòa thật mau lẹ, chỉ có 10 phút là xong. Má tôi đứng trước ông tòa, đưa tay lên thề là bà nói thật là chồng bà mất tích. Rồi từ đó con của ông Đặng Văn Quang đã trở thành những đứa bé không cha. Để cho sự thay đổi được trọn vẹn, họ và tên của chúng tôi cũng không được giữ nguyên vẹn như cũ nữa. Đặng Hải Vân trở thành Trần Văn Vân và Đặng Mỹ Dung là Trần Ngọc Dung. Chỉ có Hòa Bình và Minh Tâm vẫn được giữ nguyên. Cũng buổi sáng hôm ấy, như để đền bù cho sự mất mát to lớn ấy, chúng tôi có thêm hai người chị. Má tôi chánh thức làm khai sanh để chị Thuận và chị Thảo làm con của má. Kể từ ngày ba tôi ra đi, tôi biết rằng cuộc đời chúng tôi không thể nào bằng người ta được. Vì một mình má tôi có cố gắng lắm cũng chỉ đủ sức lo cho chúng tôi khỏi đói, khỏi rách mà thôi. Nhưng trong thâm tâm, chúng tôi vẫn ngầm hãnh diện vì được sinh ra trong một gia đình ái quốc, có cha đi làm cách mạng. Nhưng rồi, khi chúng tôi phải thay họ, đổi tên, niềm hãnh diện đó biến mất. Là những đứa con không cha thì còn hãnh diện được ở chỗ nào? Thỉnh thoảng, để tự an ủi, tôi thầm nhắc đi nhắc lại câu nói của Hải Dân. Đó chỉ là những tấm giấy lộn để qua mắt giới chức. Tôi cũng biết rằng nếu không có những tờ giấy lộn ấy, chúng tôi không thể vô học trường công được. Thôi thì đành phải chấp nhận, vì hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy nếu chúng tôi muốn yên thân. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mang mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mỏi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây
thương sống chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng tiếng ngưng, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam ôi tổ quốc thiên ngang, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nuôi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Mây non cao xương chất qua bao đời, này biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát em nghe những câu hò, kể em nghe một thời gian khó, người bỏ mạng mình trên biển khơi. Người ra đi tìm sóng cuối chân trời, người lặng lẽ sông kiếp nổi trôi, sông im hơi, sông mòi mòn trên chính quê hương mình. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ hát nhau nghe những câu hò, kể nhau nghe một đời gian khó, người vì người xây đắp núi sông. Dù trong gai cây đắng không sờn lòng, dù bạo quyền đàn áp với thùng gông, vẫn hiên ngang, vẫn quật cường sống chết cho Việt Nam. Việt Nam ôi hai tiếng thiêng liêng, ta luôn khắc ghi trong lòng từ ngày thơ. Việt Nam ôi tổ quốc thiên ngang, qua bao chiến tranh bao tàn, người dân Nam nuôi chí hùng bảo vệ giang sơn. Rồi mai đây đất nước ta tự do, ta sẽ dắt nhau thăm những núi đồi, từ thịt xương bao người nằm xuống để thành hình đất nước xinh tươi. Này non cao xương chất qua bao đời, này biển rộng màu thắm trùng khơi, để hôm nay để bao người được sống trong tự do.